Hello everyone. Xin chào tất cả mọi người. Chào các khán giả trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết thêm một vài quy hoạch mới nữa của phường Tam Phước. Quy hoạch mới nhất 2020 2000 đến 2025. Thì đây là quy hoạch này là mới được cập nhật. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết quê hương phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Trước đây phường Tam Phước nó là xã Tam Phước, ngày xưa đó là huyện Long Thành. Thì đã được được hơn 3 năm rồi cũng đã về chuyển giao về thành phố Biên Hòa, phường Tam Phước. Vị trí thứ nhất là ngã ba Thái Lan. Ngã ba Thái Lan để cho mọi người biết là đi từ ngã ba Vũng Tàu về tới ngã ba Thái Lan là đoạn này. Đấy. Ngã ba Thái Lan đấy là đi theo quốc lộ 51 gần bò sữa Long Thành thì có ngã ba Thái Lan đường đi vào Lục Quân 2 là đi theo con đường Phùng Hưng. Đó. Đường Phùng Hưng này là đường người ta còn gọi là đường chất thải rắn. Đây thì là ngã ba Thái Lan, quốc lộ 51. Thì chúng ta đi từ hướng ngã ba Vũng Tàu đến Bixi, đi theo hướng về ra Vũng Tàu thì cách ngã ba Vũng Tàu là 10 km. Thì đây là ngã ba Thái Lan, đường vào Lục Quân 2. Đường này được nối dài thẳng ra quốc lộ 1A. Chúng ta sẽ tiến vào. Ở đây là con đường này như vừa rồi mình có giới thiệu ở phần quy hoạch của sân bay Long Thành. Đây là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi ngang qua sân bay Long Thành. Thì ở đây á nó có quy hoạch mới, tất cả đây là quy hoạch mới hết. Mình sẽ quay cho tất cả mọi người nhìn xem nha. Đó. Ở đây có một trường Tài nguyên Môi trường trên mặt tiền đường Phùng Hưng, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa là trường địa chính, trung cấp trường địa chính. Đó. Ở khu phố này là ngoài đây là khu phố 3 Long Đức, khu này Long Đức 3 nha mọi người nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu những con đường này là có quy hoạch mới. Đây là khu công nghiệp Tam Phước. Và quy hoạch mới của phường Tam Phước nó gồm thay đổi những gì? Đây là một con đường mới phai quy hoạch được đi thẳng vào chợ Po Quát giáp trường Lục Quân 2. Đây là con đường mới. Đối diện nhà hàng Hồng Ngọc, đó là một con đường mới sẽ được mở thẳng vào công ty Sado và đi thẳng ra chợ Phò Quát khu 80. Ở đây là cổng Lục Quân 2 là các bạn ạ. Đây thì mình sẽ đi tiếp từ đường Phùng Hưng. Chỗ quy hoạch mới đối diện nhà hàng Hồng Ngọc là nhà hàng Hồng Ngọc là bên xã An Phước. Thì mình lấy cái điểm đó để nói cho mọi người cùng biết. Thì chúng ta đi tiếp thì đến ngã ba Dân Chủ. Ở đây là ngã ba Dân Chủ. Thì có một con đường đó là đường tên Nguyễn Hoàng, đường vào Đại học Nguyễn Huệ, trường Lục Quân 2. Thì cổng trường Lục Quân 2 là ở đây. Đây. Trường Đại học Nguyễn Huệ. Phường Tam Phước là giáp với xã An Phước thuộc huyện Long Thành. Đây, xã An Phước là bên hông là màu trắng. Chúng ta đi tiếp thì ở đây cũng là có một con đường từ ngã ba Dân Chủ đi đến qua chợ An Bình
thì có một con đường vào cũng lại vào cổng phụ lục quân 2, đó là đường Nguyễn Khắc Hiếu, cổng phụ trường sĩ quan lục quân 2. Đây cổng nó đây, cổng phụ trường lục quân 2 nằm ngay đây nha mọi người, ngay cái viết của mình đó. Ở khu này thì là khu quân nhân và bộ đội được cấp đất, nay đã bàn giao cho phường Tam Phước. Đất ở đây nó toàn là thổ cư hết nha mọi người, có một số nó chưa ra sổ. Đây là đất của quân đội trước đây được cấp, nay bàn giao về cho phường quản lý đó. Thì phường Tam Phước cũng là giáp ranh với xã An Viễn và xã An Phước. Ở đây là một tam giác, mình gọi là một tam giác vàng, của giáp là phường Tam Phước, xã An Phước và An Viễn. Thì ở đây mình muốn nói với các bạn là sân bay Long Thành nó gần kế bên gồm có những gì ở phía Bắc, thì toàn là khu dân cư, xã Lộc An, khu tái định cư sân bay Long Thành, xã Long Đức. Con đường Bắc Sơn được nối vào sân bay Long Thành là sẽ nối vào từ đường Võ Nguyên Giáp. Con đường Bắc Sơn này được nối đường từ Võ Nguyên Giáp là xã Phước Tân, Tân Cang, sẽ đi vào ngay vòng xoay đường 60m vào khu công nghiệp Giang Điền. Đây là vòng xoay 60m tại khu phố Long Đức 2, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Ở đây là có con vòng xoay cách đây đã làm được 2 năm. Thì đây là đường vào khu công nghiệp Giang Điền. Các bạn nhìn thấy chưa? Đường Bắc Sơn, Long Thành sẽ đi qua đường Phùng Hưng, đi ngang qua đất của xã An Viễn. Huyện Tràng Bom. Đấy cái vị trí ở đây để chúng ta biết được, chúng ta gồm những cái quy hoạch của nó, bán kính nó sẽ là thuộc diện đất gì. Đó. Ở đây nó có ghi luôn là đất nhóm ở hỗn hợp, đất nhóm ở hỗn hợp. Đấy. Khu dân cư số ấp 7 đều có thông tin trên file quy hoạch phường Tam Phước này, để cho mọi người xác định khu vực đó quy hoạch ra sao. Đó. Thì trên đường Võ Nguyên Giáp là có trường mà vừa rồi là được nè. Mọi người nhìn nào, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, đấy, các dịch vụ, các trường tiểu học tương lai sau này, đất ở xây dựng mật độ cao. À, thì ở trong đây để cho chúng ta xác định từ cái vòng xoay 60m này, tại xã Tam Phước, đường nối liền với đường Võ Nguyên Giáp và đường Bắc Sơn, nó có dính một phần đất là khu công nghiệp Giang Điền. Khu công nghiệp Giang Điền này rất là lớn nha mọi người, thuộc huyện Trảng Bom, giáp với xã An Viễn. Đây, chúng ta nhìn thấy chưa? Đây là nhà thờ giáo xứ Thiên Lộc, cách vòng xoay đó chỉ có 50m thôi. Thì ở phần đất bên đây là đất bộ đội, và bên này là khu lâm viên rừng trồng đã quy hoạch theo màu xanh là đất rừng. Thì giáp bên xã Tam Phước mình nằm ở đây thì là thuộc xã phường Tam Phước, phường Phước Tân nha mọi người nha. Giáp đất Tam Phước mình là cái màu trắng này là xã Phước Tân. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sơ bộ qua tiếp, gồm có như ở đây là đất đỏ này là đất của quốc phòng, trường sĩ quan lục quân 2, rất là lớn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu lại tiến ra quốc lộ 51 ngã ba Thái Lan, lấy điểm mốc để xác định chung quanh gồm có những cái gì. Thì ngay ngã ba Thái Lan thì chúng ta bên tay phải có đèn xanh đèn đỏ, thì chạy vào nó là trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 của Bộ Công an đó. Còn đất màu đỏ này là quả đất quốc phòng,
khu huấn luyện dã ngoại quân sự đấy nha mọi người. Xã Tam Phước, bán kính ở xã Tam Phước mà về phía tây á, nó là thuộc xã Tam An. Đi vô sâu là xã Tam An, nguyên khu này. Xã Tam An là thuộc huyện Long Thành. Nên cái vệt trắng ở này là thuộc huyện Long Thành. Đây là những con đường mà mới được quy hoạch. Tất cả những là đường tỉnh DT771 đều là mới hết. Khu này gọi là khu phố Long Khánh 2 của phường Tam Phước. Và ở trong đây có quy hoạch là một khu đô thị đất công trình hỗn hợp. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Nó có ghi hết trên đây. Thì đây là sông. Sông này là sông được đi ra sông Đồng Nai. Phía đây là những cái sông này là gọi là sông Rạch Chiết. Sông Rạch Chiết. Kế liền kề đi xa xa nữa thì nó ra quận 9 luôn đó mọi người ạ. Đấy, sau sân gôn Long Thành đó là ra thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là thành phố Thủ Đức đấy. Khu vực này là được quy hoạch mới của xã Long Hưng. Mà khu đô thị này rất là lớn. Ngày xưa nó là ruộng lúa, nay đã quy hoạch và bây giờ là nó là kế bên sân gôn Long Thành. Khu đô thị này rất là tương lai lớn nhất của tỉnh, được quy hoạch quy mô, một dự án rất là lớn. Đó. Đường Hương Lộ này sẽ đang làm rồi nha mọi người, sẽ nối dài từ ngã ba Vũng Tàu, chỗ bệnh viện Sinmac, sẽ đi thẳng qua xã Phước Tân, huyện Long Thành, về sân bay Long Thành, nối liền với đường cao tốc Dầu Dây. Đây là mình đang quay cho trực tiếp những cái thông tin được cho mọi người xem. Đây là bản đồ này, thành lập công nghệ bản đồ. Tính tuyến trục đã đầy đủ hết, ai hiểu về vấn đề này thì rất là dễ. Đấy, bản đồ địa chính phường Tam Phước, tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, được thành lập 2006. Đó chính đó, các thông tin đã đầy đủ hết ở đây. Đất Tam Phước nó liền kề qua một con sông, sông Đồng Nai. Đi theo sân gôn Long Thành Rạch Chiết á, thì nó là kế bên thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, mọi người thấy chưa? Khi nhìn lên file quy hoạch thì chúng ta đã hình dung ra là thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nó bán nó giáp ranh như thế nào, từ xã nào đến xã nào và cách sân bay Long Thành là bao xa. Thì từ Tam Phước đến sân bay Long Thành khoảng 15 km. Để cho mọi người hình dung ra, sau này có đi đến đây để hình dung, và nếu có đầu tư bất động sản thì sơ bộ qua nghiên khai thác thông tin thì sẽ nắm bắt được vị trí đất để đầu tư. Mình muốn chia sẻ những thông tin này cho mọi người cùng biết. Khi được khai thác, bán kính sân bay Long Thành 10 km, rất nhiều mục đích để kinh doanh thương mại dịch vụ lớn cao cấp tại khu vực giáp ranh sân bay Long Thành. Mọi người cứ xem nhá, cái gì mình biết thì mình chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, cho tất cả những người mới để biết thêm thông tin là môi giới bất động sản. Chúng ta thì cũng cầu mong cho sân bay Long Thành mà được sớm vào khai thác để cho các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư sản xuất. Đấy. Và chúng ta lại quay ngược lại, đây là ngã ba Thái Lan, đi tiếp là quốc lộ 51, đi qua bò sữa Long Thành.
Đây là quốc lộ 51. Thì ở bên này là Tam Phước. Bên màu trắng này á là xã An Phước. Mọi người nhìn thấy không? Cách con đường Phùng Hưng, con đường Phùng Hưng là một bên là phường Tam Phước, một bên là xã An Phước thuộc huyện Long Thành. À, đây là quốc lộ 51, ngã ba Thái Lan. Ngã ba Thái Lan đây. Rồi chúng ta đi này. À, chúng ta đi tiếp này. Cái vệt màu trắng này á là thuộc xã An Phước. Xã An Phước rất lớn. Xã An Phước đó rất là lớn nha mọi người. Ở chỗ này là khu khu công nghiệp Long Thành. Đây cái vệt trắng này này. Khu công nghiệp Long Thành của xã An Phước, Sona De Gi. Mình cũng chia sẻ như thế để cho mọi người biết. Còn mà chúng ta đi từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành thì chúng ta phải quay ngược lại, là từ Thành phố Hồ Chí Minh về thì chúng ta rẽ trái, thì về quốc lộ 51 thì sẽ về ngã ba Thái Lan ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ đi ngược lại về phía bắc, đi ngược lại về phía bắc bên tay trái của những các bác tài. Đi theo đường cao tốc là bên tay trái là đi về quốc lộ 51 và đi tiếp tục là đi về ngã ba Vũng Tàu và về Sài Gòn luôn, Bình Dương. Đó. Thì Đồng Nai của mình á, thì nó giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, giáp Bình Dương. Một vị trí Đồng Nai về phía đông á, thì Đồng Nai là có nhiều doanh nghiệp, các rất là nhiều khu công nghiệp đầu tư. Địa lý là rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp về đây đầu tư để khai thác. Thứ nhất là địa thế cao ráo. Vận chuyển thì chúng ta cũng biết rồi, đường biển thì cũng rất là thuận lợi. Đồng Nai chúng ta đường biển cũng rất là nhiều, đường sông rất là nhiều. Vận chuyển hàng hóa theo đường biển, theo đường cảng thì rất là ok. Đó, cho nên Đồng Nai rất là phát triển mỗi ngày. Nhờ đó cũng nhờ cái sân bay nữa thì sau này Đồng Nai phát triển rất là mạnh. Đây là mình nói là thành phố Biên Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh giáp nhau qua một con sông. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó. Thuộc về thành phố Thủ Đức, huyện Long Thành này. Đấy mọi người thấy chưa? Giáp ranh này, huyện Long Thành. Đó. Ở đây là xã An Phước đây nha mọi người, huyện Long Thành nhưng mà khu đất ở đây là xã An Phước. Phía ở chỗ này á là xã Tam An thuộc huyện Long Thành. Và chúng ta đang coi là xã Tam Phước, và giáp ranh xã Tam Phước đó gồm có những xã nào? Xã Phước Tân, xã An Phước, xã An Viễn, xã Giang Điền. À, thấy chưa? Nó đang tung ra là cho mọi người nhìn nào. Đây, mọi người khu phố Long Khánh. Long Khánh là thuộc phường Tam Phước đây nha mọi người, chứ không phải là Long Khánh Dầu Giây đâu. Không phải thành phố Long Khánh đâu nha. Thành phố Biên Hòa. À, mọi người cứ mình quay như vậy là cho mọi người tham khảo được cái thông tin gì thì hãy ủng hộ mình và nhớ comment phía dưới xây dựng cho mình để kênh của mình phát triển và luôn luôn mang tới cho mọi người những thông tin khu vực Đồng Nai. Và mình cũng rất chân thành cảm ơn tất cả mọi người, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có thêm động lực làm những công việc chia sẻ cho mọi người được tham khảo thêm thông tin, cũng như tất cả những người chưa biết tới về Đồng Nai. Mình cũng xin kết thúc video này. Chúc cho mọi người được mạnh khỏe, một ngày mới an lành, gia đình hạnh phúc, và cũng chúc cho tất cả mọi người trên thế giới đón một mùa xuân năm mới an khang và thịnh vượng. Chỉ còn 15 ngày nữa thôi là đã Tết. Chúc cho bà con chúng ta được năm Tân Sửu
được thuận lợi nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin tạm biệt. Bye bye.